có bạn trai và đẹp trai mình đi bên người ta đẹp mình cũng hãnh diện nữa, mình cũng thấy vui rồi, mình mơ ước tương lai, ước mơ không phải cho mình mà là cho cái người đi bên cạnh mình. Cho nên quý vị mình để ý mình thấy khi mà sống những cuộc đời nhiều người làm mình đau khổ như vậy, rồi mình trở về nhà tóc tai mình không thèm tếm nó lên, vì nào có tóc thì nói nha, còn xưa bỏ tan rồi, tóc tai mình không thèm tếm, đồ quần áo mình cũng gì cũng quăng tùm lum tà la luôn, mình nói anh đã bỏ tôi rồi, anh rời bỏ tôi rồi, tại sao mà bao nhiêu hy vọng của tôi đặt cho bạn lại làm tôi thất vọng như vậy, rồi mình chìm đắm vào trong những cái khổ đau, mình muốn gọi là nếu mà có phép thần thông mà bay ra khỏi trái đất mà bắn vào bể cái đất mình cũng bắn, mình cũng làm, mình tức mình hận thù như vậy, rồi mình sống trong chuỗi ngày tự giết chết mình, tự giam hãm mình. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ là những con rắn nằm trên đường đầy sinh lực. Cho nên cốt yếu lại nhắc cho quý vị, chúng ta nhớ đừng bao giờ tự làm khổ mình, để chúng ta sẽ không phải là những con rắn thông minh như vậy. Chúng ta khi mà tay đau khổ cho mình phải nhìn nhận cái vấn đề đó nó như thế nào, và mình tìm cách để từ từ mình tháo mở ra. Còn mà không tha thứ được cho người khác, cũng xin đừng làm khổ mình. Nếu không tha thứ được cho họ thì cũng xin đừng làm khổ mình. Được như vậy chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Những cái mối thù, những cái ân oán thời xưa bỏ qua hết. Cuộc đời này không dài lắm đâu để quý vị phải như vậy. Chúng ta sẽ nguyện rằng không đem những cái mối thù đó đi xuống lòng đất sâu. Chúng ta sẽ bỏ lại trên cái hành tinh này, bỏ lại kiếp này, bây giờ ở đây. Khi mà chúng ta ra đi rồi, nó chỉ còn hai từ để mang theo thôi, đó là thảnh thơi. Chúc quý vị được thảnh thơi trong cuộc sống. Vỗ tay đi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.